Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Sáng nay chúng ta học tiếp cái bài kinh dành cho cái người mộ tánh, mộ mộ tánh. Dạ, kinh dành cho cái người nhiều mộ tánh, mộ mộ giống như là ngưỡng mộ đó, là mộ tánh. Dạ, gọi là tiếng Pali kêu là Satthacharita, người nhiều đức tin. Dạ. Cảm ơn. Tôi cũng chúng tôi nhắc lại một chút thôi, là kể gọn ấy, thì cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh ấy, gồm có sáu, tức là nặng về tham, rồi nặng về sân, về si, còn cái tấm tầm, tức là tôi chọn cái chữ đại đản, đản đản tánh, có nghĩa là cái người này không có chuyên, không có tập trung vào một cái gì cho tới nơi tới chốn hết, và thích dời đổi, lúc về lúc khác. Còn tôi có tính tính là người họ nặng đức tin, vì cái hạng người này mình thấy trong xã hội cũng nhiều chứ không có ít. Họ không thể sống, mà thiếu cái một cái chỗ dựa tinh thần. Mặc dù cái chỗ dựa đó là đúng hay sai thì chưa biết, nhưng mà họ sống luôn luôn là có cái chỗ dựa tinh thần, từ Phật pháp cho đến một cái tín ngưỡng nào đó phải có. Ngay cả mà trường hợp không có gì thì họ cũng thờ, cúng những cái hiện tượng thiên nhiên chẳng hạn, không thể thiếu được người nhiều đức tin. Cái tánh là tấm tính, tấm giác là ngộ tánh, là cái người không có dễ dàng chấp nhận một cái điều gì hết. Mà thêm nữa, cái đặc tính của cái người nhiều nhiều cái ngộ tánh ấy, cái đặc điểm của họ là thích trầm tư, và không có dễ bị chìm sâu, trong bất cứ cái gì mà chưa có qua kiểm nghiệm kiểm chứng. Thì đó gọi là cái đặc điểm của người nhiều cái ngộ tánh. Sáng nay mình học một cái bài kinh dành cho cái người nhiều mộ mộ tánh, dành cho nhiều đức tin. Và tôi nhắc lại, đó là chỉ trong đêm nay thôi, chỉ trong cái đêm mà thính chúng, thiên chúng về hầu Phật, trong cái đêm này thôi. Chứ còn một ngày khác, những cái người mà nhiều mộ tánh là đến gặp Đức Phật đó, thì Ngài sẽ giảng cho họ nghe bản kinh khác. Và toàn bộ, tôi nhắc lại, toàn bộ cái tam tạng Phật ngôn mà chúng ta thấy hôm nay trong kinh điển ấy, thì gồm cho cả sáu sáu cơ tánh. Trong đó có những bài kinh dành cho cái người thì tính tham nhiều, sân nhiều, vân vân, chứ không hẳn là chỉ có sáu bài này. Thứ hai nữa đó là ông A đó, ổng là người nhiều đức tin, nhưng mà Đức Phật này cho ông nghe một cái đề tài khác với ông B. Ông B cũng là người nhiều đức tin, nhưng mà vì cái hạnh nghiệp, cái túc duyên đời trước ổng, phải nghe một cái điều gì đó nó không giống với ông A nha. Cái điều chúng tôi phải nói rõ vậy. Rồi bây giờ sáng nay chúng ta học về cái bài kinh Tu Bất Tất Cát, và như chúng tôi đã thưa hôm trước, đó là cái cách mới của tôi bây giờ, đó là trong để bắt đầu một bài kinh như vậy đó, chúng tôi sẽ bị
Thứ nhất, trong bản tiếng Việt chúng ta thấy con hỏi bậc đại tiên, bậc bà con mặt trời, con đường đến viễn ly, con đường đến an tịnh, tỷ kheo sau khi thấy làm thế nào mắt lạnh, không có sự chấp thủ mà vẫn ở đời. Đó là bản tiếng Việt. Ở đây chúng ta chú ý chúng thấy có cái chữ Nipa tí, đó là cái gốc gốc của chữ Nipa đấy. Đó là cái sự cái sự nó có hai nghĩa. Cái ngọn lửa mà bị tắt á, cái ngọn lửa mà bị tắt á, thì cái chữ tắt đó, đó trong cái động từ, cái động từ tắt đó, đó trong tiếng Pali đó, nó là nipati. Nipati là cái sự cái sự biến mất của ngọn lửa, sự biến mất của một ngọn lửa. Và phải nói rằng khi mà chúng tôi đọc tới bài kinh này, chúng tôi đọc tới bài kinh này mà đọc tới mới đọc cái câu hỏi đó, chúng tôi nhớ là một cái câu chuyện, một cái câu chuyện của Phật giáo, và chúng tôi cho rằng các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Alo, dạ rồi, cảm ơn. Tôi xin nói rõ và nói chậm chỗ này. Tôi mong rằng trong rừng này có người hữu duyên, mà nếu người nào mà ghi nhận được cái câu này nè, ghi nhận được cái câu chuyện này và thấm thía như là tôi đã thấm thía, thì dầu chỉ một người thôi tôi mãn nguyện rồi. Cái chữ khi tôi định nghĩa về cái chữ Nipa tí này nè, cái chữ Nipa tí này, nếu mà trong rừng này không có bao nhiêu người tôi không biết, nhưng mà nếu có một người mà hiểu được như là tôi hiểu là tôi mừng lắm. Có gì đó như thế này, một hôm có người khách vào chùa lễ Phật để cầu pháp, lễ trước là lễ Phật rồi sau đó là cầu pháp giải thoát cho mình. Thì sau khi bỏ giày dép ở bên ngoài rồi mới đi vào trong chính điện lễ Phật ấy, thì chưa biết bữa nay mình sẽ gặp thầy phương trưởng hoặc là ai, hoặc là thiền sư ai trong chùa giảng, mình nghe mình không biết. Cái chuyện đầu tiên ấy là cái ông khách này nè, ông lễ Phật á, thì ông mới nhìn ông thấy có một ông sư già đang lui cui, có ông sư già đang lui cui châm châm dầu cho bàn Phật á. Thì ông khách ông mới hỏi thế này: con khổ quá thầy ơi, con khổ quá, bữa nay con lên chùa con muốn nghe đạo, hôm nay con lên chùa để mà con được nghe đạo giải thoát, con khổ quá. Con chỉ biết một điều là đời nó khổ quá, mà con biết làm sao cho nó bớt khổ, hết khổ. Thì cái ông sư già đó, ông sư già đó ông nghe vậy cái ông mới cười, ông sư già đó nghe vậy ông cười. Sư già đang châm dầu, tôi nhắc lại, ông sư già đang châm dầu cho cái đèn trên bàn Phật ấy. Sư già ông ngừng lại, ông hỏi, ông sư già ông lấy tay ông làm một cái động tác, thì cái ngọn lửa trên cái đèn nó bị tắt đi.
Ông mới hỏi cái ông khách, ông hỏi thì chứ hồi nãy lúc tôi chưa có làm tắt ngọn đèn á, thì em thấy ngọn lửa nó còn ở đó. Bây giờ cái đèn nó tắt rồi thì ngọn lửa nó đi về đâu? Thì cái ông khách á, ông đang có chuyện buồn mà tự nhiên ông nghe cái ông thầy hỏi cái chuyện nó hơi vớ vẩn như vậy. Ông mới trả lời thế này, thì nó tắt có nghĩa là nó không còn nữa, chứ còn thầy hỏi nó đi về đâu làm sao tôi biết được, tôi trả lời. Cái ông sư già ông nói, ông đã lớn tuổi rồi, tóc ông đã có hai màu rồi, đã có muối muối tiêu rồi, mà một câu đơn giản như vậy mà ông không trả lời được thì làm sao mà ông cầu đạo giải thoát. Tôi hỏi lại ông nè, cái ngọn lửa đó bây giờ nó đi đâu rồi? Thì lúc đó ông khách mới hỏi ngược lại, ông nói con vừa nói xong thì thầy lại hỏi con câu đó, thật sự con tôi hỏi ông, ngọn lửa đã tắt thì đi về đâu? Câu trả lời của nó là, câu trả lời là chỉ cần biết trước đó thì câu là tôi rất là đồng ý. Ngọn lửa đã tắt thì đi về đâu? Câu trả lời là chỉ cần biết trước đó nó ở đâu đến thì bây giờ ta biết nó đi về đâu. Đối với tôi thì toàn bộ Phật pháp, 84.000 pháp môn, toàn bộ tam tạng, toàn bộ lời dạy của Đức Phật, toàn bộ lời dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm hoằng pháp, hoằng pháp độ sinh, chỉ gói gọn trong câu trả lời này thôi. Dĩ nhiên câu chuyện dừng lại ở đó, dĩ nhiên câu chuyện dừng lại ở đó, không kể thêm nữa. Thì chúng ta có thể hiểu rằng cái ông Phật tử đó sau khi nghe trả lời về ổng được ngộ đạo, ổng cởi mở được cái niềm đau, cái nỗi khổ của ổng, và cũng có thể là ổng không hiểu gì hết, và cũng có thể đây chỉ là một câu chuyện, chỉ là một cái cớ để mà có chỗ nhét cái câu trả lời này vào thôi. Nhưng mà tôi không rõ là trong đại chúng, trong số đại chúng đang nghe cái bài giảng này có được bao nhiêu người ngộ đạo như là tôi mong đợi. Tôi nhắc lại, ông than rằng con khổ quá thầy ơi, thì ông thầy ông mới hỏi, ông thầy ông làm như là ông không màng gì đến cái câu nói đó, cái lời than đó của ông cư sĩ, ông không làm như không màng, ông hỏi một câu trước quá. Ông làm tắt ngọn đèn xong rồi ông hỏi ngọn lửa đó đi về đâu, rồi cái câu trả lời là trước khi mà mình muốn biết nó đi về đâu đó thì mình phải hiểu rằng ở đâu nó tới, chỉ cần biết ở đâu nó tới đó thì bây giờ biết nó đang ở đâu, ở đâu nó tới. Hội đủ nhân duyên, có dầu, có tim, có lửa mồi đó, lửa mồi và dầu và tim,
Thì ba cái này nó có đủ thì tự nhiên cái ngọn lửa nó có. Khi mà một trong ba cái này nó bị thiếu đi, khi mà chúng ta làm một cái động tác như chúng ta thổi, hay là chúng ta lấy cái tay chúng ta phất, có những người họ tôn trọng cái ngọn đèn thờ đó, họ không có dám dùng miệng họ thổi, bởi vì nó bất tịnh và nó vô phép, cho nên người ta chỉ dùng tay, người ta tạo ra một động tác gây gió. Và hôm nay chúng ta cũng biết rằng là người Ấn Độ ấy, người Ấn Độ rồi người Hồi giáo, không rõ là ai trước ai sau, ai bắt chước ai thì tôi không biết, mà tôi chỉ biết rằng người Ấn Độ và Hồi giáo, ở trong những cái đền thờ Hồi giáo và đền thờ Ấn Độ, người ta có phát minh ra một cái dụng cụ mà nó cái hình dáng giống như cái chuông vậy đó, nó có cái tay cầm để dành tắt nến. Và sau này theo tôi biết, hình như ở trong nhà thờ Cơ Đốc giáo người ta cũng dùng cái đó, nhưng mà cái đầu tiên mà tôi biết được là của đạo Hồi và của Ấn Độ, rồi từ đó nó lan ra. Mà không biết đầu tiên là của ai, nó rất là hay, tức là người ta không có dùng tay, để có những cái nến nó to quá mà nó cao quá đi thì dùng tay mà làm tắt thì không 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 không, không được rồi. Còn dùng miệng thổi thì tôi đã nói là nó không có nên, cho nên người ta dùng cái đó. Thì cái ngọn lửa nó bị tắt đi, tức nghĩa là nó làm mất đi một một phần cái nhân tố để cho ngọn lửa nó bị nó cháy được. Thì khi mà ngọn lửa nó muốn cháy nó phải hội đủ nhân duyên, và khi mà nó không hội đủ nhân duyên thì tự động nó biến mất. Đó là câu trả lời mà tôi cho là đầy đủ nhất và minh triết nhất. Thì đó là cái chữ Nipa tí, gọi là Nipa ở trong đạo Phật, có nghĩa là như vậy đó. Có nghĩa là muốn biết một người chứng lãng chết rồi đi về đâu, thì chỉ đầu tiên mình phải hiểu rằng vì đâu, từ đâu mà ta có sinh tử, chỉ vì hiểu như vậy thôi, từ đâu mà ta có sinh tử, do có tim này, có dầu này, rồi có lửa mồi này, một ngày nào đó ba cái nhân này nó không có đủ nữa thì ngọn lửa nó không có cháy được nữa, chỉ vậy thôi, chúng ta hiểu như vậy. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là ở trong, nếu mà bạn đã phân tích diễn đến ba tiếng như vậy rồi đó, thì mình thấy cái trong bản tiếng Việt xài cái chữ mà làm thế nào mát lạnh đó, thì cái chữ mát lạnh thì phải hiểu như vậy, là hiểu là nếp ba tiếng, có nghĩa là sự tắt mất, sự tắt mất của một ngọn lửa. Điều thứ hai, cái câu đầu tiên của đoạn kệ này là con hỏi bậc đại tiên. Cái đoạn kệ này, tôi ngờ rằng cái người dịch kinh, tôi không tin là cái là ngài Minh Châu người dịch 100%. Càng đọc nhiều á, cái bản dịch kinh tạng á, thì tôi càng có lý do để mà tôi ngờ rằng cái bản dịch ngài Minh Châu không phải một mình ngài làm. Bởi vì vì sao tôi nghi như vậy? Bởi vì tôi quá tôn trọng ngài, tôi tôn trọng chỗ là ngài là người rất là cẩn thận và rất là uyên bác. Bởi vì nếu một người mà có nghiên cứu chú giải chỗ này, họ không có dịch là họ không dịch là chữ con. Là vì sao? Là vì đây là một vị Phật hỏi một vị Phật. Một vị Phật ở trong chú giải có xài chữ này, Anna Phí Văn Đi Thâu Va. Anna Phí Văn Đi Thâu Va. Trong chỗ này nè thì phải dịch là không lễ bái nhau. Thí dụ như ngài Sa Lợi Phất được xem là đệ tử lớn nhất, vị đệ nhất cao đồ của Đức Phật á, hoặc là một vị Phạm Thiên. Nói về cư sĩ đó thì Phạm Thiên là cao nhất, còn nói về hàng xuất gia đó thì ngài Kiều Trần Như hoặc là ngài Sa Lợi Phất, ngã Sa Chí là lớn nhất, nói là hạ lạp á. Nhưng mà những vị này khi đến gặp Đức Phật á, họ đều đảnh lễ hết. Nhưng mà riêng về cái vị mà hóa Phật này đó thì coi như là tương đương, trong trường hợp này phải nói là tương đương, hai vị giống nhau, cho nên không có vị mà vị Phật này mà quỳ lại vị Phật kia hình ảnh đó, coi rất là ngộ. Có nghĩa là có cái sự phân biệt giữa hai vị, mặc dù đó là chỉ là hóa Phật thôi, tôi nhắc lại dầu đó chỉ là hóa Phật thôi, nhưng mà hai vị nó tương đương nhau thì không có chuyện mà hình ảnh Đức Phật không muốn cho người ta thấy hình ảnh của một cái vị này, hình ảnh của một vị này mà. Không không không. Cái chỗ này đó, cái chỗ này đó, cái chỗ mà anh đang thứ ban thứ ba này này là ở đoạn trước nữa, chứ không phải là cái này là ở trong chú giải của kinh Đại Lễ Hội nha,
chứ không có trong đây, không có trong cái kinh này, không có trong cái chú giải kinh này. Tôi nhắc lại là kinh đại hội, tôi giảng bằng kinh này bằng bằng cách là tôi dựa cùng lúc hai hai sớ giải của hai bài kinh Mahasamaya Sutta trong trường bộ kinh nha. Đấy, thì nếu mà hai vị không có đảnh lễ bái lẫn nhau đó thì ở đây không có thể nào là sinh con được nha. Điều thứ hai là trong bản tiếng Việt có xài cái chữ đại tiên đó, chữ đại tiên. Thật ra trong chú giải giải thích đại tiên là sao, là Maha là to lớn, là vĩ đại, là hoành tráng, Maha. Rồi cái chữ EC ở đây đó có nghĩa là kiếm tìm hay là tầm cầu, kiếm tìm hay là tầm cầu. EC thì trong chú giải giải thích thế này, Mahesi có nhiều nghĩa, Mahesi nó có nhiều nghĩa. Nghĩa một á là bà hoàng hậu, mà cái nghĩa hai đó là người tầm đạo. Hay là kẻ sống đạo, người theo đuổi một lý tưởng to tát vĩ đại nào đó. Đó là dịch sát đó. Còn nghĩa bóng là nghĩa bóng là một kính ngữ. Không biết ở đây trong đây có việc cái chữ kính ngữ không? Kính ngữ sẵn ở đây tôi nói luôn. Ví dụ như là trong tiếng trong nói ai mà ai đây ai mà là người Việt Nam Bắc tông chắc có nghe mấy cái chữ này, giống như là Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Đi Sắp Tát, là Bồ Tát âm á, tạo âm Bồ Tát, hoặc có nghĩa là giác hữu tình, có nghĩa là cũng chúng sanh như mình thôi, chúng sanh nào cũng là sắp tá hết. Chúng sanh nào cũng là sắp tá, nhưng mà riêng cái bồ đề sắp tá có nghĩa là một cái người phàm như mọi người thôi, nhưng mà lúc nào cũng tỉnh táo. Chữ bồ thí đây có nghĩa là tỉnh táo hay là hiểu biết, tỉnh táo hay là hiểu biết, hiểu biết. Biết biết cái gì, luôn luôn biết được, nhớ được cái bản chất phù du của đời sống, luôn luôn nhớ được, biết được cái chuyện mà mình phải làm, chứ không phải như người ta. Cái người mà không có cái lý tưởng giải thoát á, thì cứ là bây giờ nói trong thế giới loài người đi, tức là hồi nhỏ thì ở với cha với mẹ, rồi lớn lên á, thì trai lấy lớn lấy vợ, gái lớn có chồng, rồi đi học đi làm, rồi có tiền, rồi mua nhà mua cửa, rồi gây dựng sự nghiệp, rồi sanh con đẻ cái, rồi lăn đùng ra mà già mà chết hết, hết thế hệ này qua thế hệ khác, cứ như vậy, cứ theo cái lối mòn nó mà đi, không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà riêng vị Bồ Tát thì không phải như vậy. Cái vị Bồ Tát là cái người mà nuôi một cái đại nguyện giải thoát nhẹ nhất là cho riêng mình, đó là Bồ Tát Thinh Văn. Ở bên Nam Tông nói rõ lắm, Bồ Tát có ba hạng, cho nên Phật cũng có ba hạng. Bồ Tát ở đây có nghĩa là cái người mà biết sợ, biết chán cái con đường sanh tử, thấy được cái sự vô vị, cái sự nhạt nhẽo của cái chuyện mà lặp đi lặp lại, cứ đi làm để sống, sống để đi làm để sống, sống để đi làm, rồi một ngày nào đó lăn đùng ra mà chết.
Đại khái vị Bồ Tát là cái người mà họ chán, họ sợ cái chuyện đó đó, họ sống luôn luôn họ biết nghĩ đến cái bản chất của đời sống và biết cái chuyện mà mình phải làm là gì, là làm lành lãnh dữ. Thì cái người như vậy được gọi là một cái chúng sinh luôn luôn tỉnh thức, hay là cái chúng sinh mà có cái hiểu biết nha. Thì cái chúng sinh hiểu biết là chúng sinh tỉnh thức được gọi là Bodhisattva, nhớ dùm chỗ đó. Ở đây tôi giảng cái này là cả liên hệ với cái khác thì tôi cũng phải đi xa chứ không phải là tôi lạc đề nha. Thì nó gọi là giác hữu tình, gọi là Bodhisattva, nhưng mà nó còn có một chữ nữa gọi là Mahatát. Bồ Tát là có cái Mahatát nữa, Mahatát là tức là Mahasattva. Ngài Minh Châu thì chính là bậc đại chúng sinh, còn tạo âm là Mahatát là cũng cái ý nghĩa đó. Maha là lớn, là cũng chúng sanh như nhau, nhưng mà cái vị Bồ Tát là cái người giống như ông anh lớn và chị lớn ở trong nhà vậy đó. Còn những cái chúng sinh mà không có cái lòng mà hiểu biết, không có cái lòng cầu pháp, cầu đạo giải thoát thì gọi là những em nhỏ thôi, những cái chúng sanh bé nhỏ, bé mọn tầm thường. Nhưng mà những cái chúng sanh mà biết nghĩ đến cái điều lành, nghĩ đến chuyện tu hành giải thoát thì được gọi là Ma Tát hoặc là bậc đại chúng sinh. Cho nên là mình là người Việt Nam, dù là Nam Tông Bắc Tông mà mình cũng cũng phải biết những chữ này, Bồ Tát là gì, Ma Tát là gì, đại chúng sinh. Thì ở đây cái máy hay si ở đây nó có hai nghĩa, một là nghĩa là bậc hoàng hậu, nhưng mà nó còn có nghĩa nữa là cái bậc mà máy hay si là người theo đuổi một nghĩa đen của nó, là theo đuổi một lý tưởng vĩ đại nào đó. Còn nghĩa bóng nó chỉ là một cái kính ngữ để mà xưng hô thôi. Cho nên ở đây trong cái câu tiếng Việt ấy, trong câu tiếng Việt ấy, nó có ngày thì bản dịch đó thì để là bậc đại tiên, nhưng mà ở đây chúng ta phải nhớ đến chữ chữ đó, cái gì thì nó có cái này là nó có cái gốc, chữ đại tiên này có gốc chứ phải không, là ma ha cộng với ý sĩ. Ý sĩ mà chữ ý sĩ này nè có chỗ dịch là ẩn sĩ. Ý sĩ mà chữ ấn, cái chữ ý sĩ này nè nó lại từ cái căn là ê sĩ. Ê sĩ là kiếm tìm hay là tầm cầu. Học cái lớp này thì bắt buộc quý vị phải chấp nhận cái chữ này nha. Cho nên chữ ý xí nó từ cái căn là ê xí, có nghĩa là kiếm tìm mà tầm cầu. Cho nên nếu mà tôi không có nói rõ thì quý vị sẽ thấy lạ đó, tại sao đây có chữ dịch, có cái chữ là chữ đại tiên, chữ tiên này là chỉ như vậy đó. Và chữ tiên này cái gốc nó ở đâu nó ra, là từ ở trong tiếng tiếng Hán đó. Tiên này có nghĩa là người ở ẩn. Tiên này là người ở ẩn. No, cái chữ này nè. Cái chữ chữ tiên ở trong tiếng Hán là chữ nhân, mà đứng kế bên chữ sơn, có nghĩa là cái người mà sống trong núi được gọi là tiên. Theo cũng theo cái truyền thuyết dân gian thì bên Tàu, bên Việt Nam mình nó có truyền thuyết là mấy người mình đi vô trong núi đó, thì họ thường gặp tiên. Đại khái cho nên từ đó cái chữ tiên này có nghĩa là cái người mà ở trong cái núi cao thì gọi là tiên. Những cái người mà ẩn họ phải sống nhiều ngàn năm trên đó, theo cái truyền thuyết của Trung Quốc, của Việt Nam mình như vậy. Cho nên từ cái chỗ ẩn sĩ họ mới hiểu cái chữ ẩn sĩ, đây nghĩa là là người ở trong núi cao. Và chữ tiên bên Tàu ấy, cái chữ tiên bên Tàu ấy, là cái nghĩa nó rộng lắm, chứ không phải như mình tiên rồi bục rồi đó, là bà tiên gọi là ông tiên rồi ông bục rồi đó. Thì cái nghĩa của Việt Nam nó nghèo cái chữ tiên trong tiếng Hán. Chữ tiên tiếng Hán nghĩa là cái nó còn có nghĩa là người ở ẩn nữa, giống như nó tu tiên ấy, là tu núi, tu ngoài hòn, tu ngoài đảo. Rồi xong, tôi giải thích xong chữ cái bài cái đoạn đoạn một, cái là chữ tiên nó từ cái đâu nó ra, rồi từ đó chứ tôi mới nói luôn cái chữ Ma Ha Tát, rồi chữ Bồ Tát, rồi tôi nói luôn ra cái chữ con, con hỏi bậc đại tiên, cái Buchami là tôi hỏi, chứ chỗ này dịch là con thì nghe hay kỳ, bởi vì hai vị thì lúc bây giờ cả hai vị đều có 32 tướng tốt giống nhau, đều có hào quang giống nhau, được cái mặt mũi giống nhau hết. Ở đây không có cái chuyện lớn nhỏ ở đây nha. Cho nên là tôi hỏi bậc đại sĩ, hay sư gì là bậc đại sĩ cũng được.
Mà chữ đại sĩ đây nó khổ chỗ đại sĩ hồi nãy tôi có nhớ mà tôi không, tôi đang giao dịch, bây giờ đúng là chữ đại sĩ là phải dịch cái Mahasattva, tức là Mahatát, tức là cái người vĩ đại, sĩ đây nghĩa là người nha. Cho nên là ở đây dịch cái chữ đại tiên này là ý đó, là dịch cái chữ ma hai cộng với ý sĩ mà thôi. Bây giờ cái chuyện cái chữ chữ đây là những chữ rất là phổ biến chúng ta thường gặp ở trong kinh nha, bắt buộc phải dừng lại đây hơi lâu. Rồi bây giờ đó là qua cái nội dung kinh như thế này. Ở đây tôi xin hỏi ngài cái con đường nào mà dẫn đến cái sự viễn ly, con đường nào dẫn đến sự yên tĩnh. Viễn ly ở đây là quý quê các nghe là viễn ly, rồi con đường an tịnh là sanh tí ba đắc. Ba đắc là con đường, nghe sanh tí là sự an tĩnh. Thí dụ như nghe, thí dụ như chết rồi, chết rồi đó, tôi sợ nhất tiếng Việt mình có cái gì là nổi hứng lên rồi dịch mấy hay xin là dịch là bậc đại trí thức là chết cha rồi nha, tôi sợ cái đó lắm. Bởi vì nếu mà họ dịch cái đại trí thức là họ dịch ở đâu ra, họ dịch từ cái chữ này ra, dịch là từ cái chữ này chữ sao trong tiếng Anh. Các vị coi có phải chết chưa, từ cái chữ này của tiếng Anh đó nó mới lòi ra cái chữ trí thức. Mà cái đại trí thức ở đây đó thì nó cái nghĩa kia nó trớt quớt, nó không còn nữa. Cho nên tôi nhớ có một cái lần đó các cái nhà mình ngôn ngữ học á, họ họ làm một cái test, làm cái thí nghiệm, họ đem một cái bản của văn bằng tiếng Anh đoạn ngắn thôi, cái đoạn văn rất là ngắn, có tất cả là bảy nhà ngôn ngữ học, mà cũng là nhà bảy nhà vị bát ngữ học, có nghĩa là những người biết nhiều ngoại ngữ đó, bát ngữ đó. Ngồi chung một bàn như vậy thì trước hết người ta lấy một cái đoạn văn tiếng Anh đó, người ta đưa cho cái ông kia dịch qua tiếng Đức, rồi từ cái bản dịch tiếng Đức ấy, họ mới cho dịch qua tiếng Pháp, rồi cái ông mà dịch cho tiếng Pháp dịch vừa dịch xong, ông chuyển qua cái ông kế bên dịch sang tiếng Nhật, rồi cái ông tiếng Nhật cũng mới dịch qua tiếng Ả Rập, từ tiếng Ả Rập cũng dịch qua tiếng Nga. Sau khi đi một tour như vậy đó thì cuối cùng lấy bản tiếng Nga này mới đem dịch trở lại bản tiếng Anh. Các vị tưởng tượng trên một cái bàn của cái bàn tròn như vậy đó, bảy người nha, mà đem bản tiếng Anh đó, đầu tiên mà dịch qua tiếng Đức, rồi qua tiếng Nhật, rồi cái qua tiếng này tiếng kia, cuối cùng qua tiếng Nga, rồi cái từ tiếng Nga mới dịch trở lại tiếng Anh. Thì lấy cái bản tiếng Anh đó, bạn lấy cái bản tiếng Anh mà từ tiếng Nga đó đem so với cái bản tiếng Anh mà gốc đó, thì cái nước kêu trời thôi. Nhưng mà dĩ nhiên cái chuyện này mình sẽ hiểu thêm là lúc dịch cho người ta không có được quyền hỏi nhau nha, tức là cái người dịch người ta coi như cái người kia đã chết rồi vậy đó. Chứ còn mình vừa dịch mà mình vừa hỏi, ví dụ như cái ông dịch cái bản tiếng Đức á, ông đi mà ông hỏi trở lại cái ông mà đầu tiên ông hỏi thì cái này chỗ này cái ý đó là cái gì, nếu mà hiểu gì thì chết rồi, ông không có hỏi, ông cứ âm thầm căn cứ thì bản tiếng Anh ông dịch thôi, dịch qua bản tiếng Đức. Thì các vị có thể tưởng tượng là chỉ trong thời gian tích tắc là nó lầu ra bao nhiêu là dị bản. Đó là lý do tại sao mà cái lớp học Việt Theravada này được ra đời. Đấy, đó là lý do tại sao. Là bởi vì không có cái gì để nguy hiểm cho bằng. Các vị cứ căn cứ, cứ dựa vào bản dịch tiếng Việt, rồi thì dùng cái kiến thức tiếng Việt của mình, dùng cái kiến thức Hán Việt của mình, cộng với cái kiến thức Phật Pháp của mình, ba cái này mà cộng lại thì tôi e rằng là quý vị không xử nổi kinh tạng. Tôi nhắc lại, kiến thức Phật Pháp nha,
Dạ alo, quý vị có nghe Thiên Nhân nói chưa? Dạ, bạch sư, con nghe mất cái âm thanh của sư rồi. Sư có nghe con nói thì xin sư cho tín hiệu. Dạ, mô Phật. Dạ, sư có còn nghe con nói không ạ? Chắc là khi nãy sư gõ chữ thì nó bị rớt mic. Dạ. Dạ alo, dạ sư có nghe con nói được không ạ? Dạ chắc đó, do sư gõ chữ rồi nó bị rớt đó sư. Dạ con xin gọi mic lại. Dạ các vị có nghe được chưa? Chết rồi, như vậy là tôi bỏ cũng nhiều lắm rồi nha. Cái vậy là rất nhiều lắm rồi, rất trời rồi. Tại tôi giảng mà tôi cứ nhắm mắt đó. Chết rồi, vậy là mất rất là nhiều. Uổng rồi. Ở một mình nó cũng có cái hay nhưng mà nó cũng có cái dở ha. Chứ nãy giờ có người nào họ ngồi kế bên mình hay có gì họ nhắc mình. Bây giờ nhắc mình. Bởi tôi nói ăn cơm có canh, tu hành có vợ, tu hành có bạn mà chỗ đó đó. Nó phải có cái vậy á. Nó lộn. Nó trứng vịt còn lộn, người nói gì người ta. Ok. Ở trong cái câu tiếng Việt ấy, là cái ý của câu tiếng Việt là làm sao mà có thể thấy được cái con, tìm thấy được cái con đường viễn ly, tìm thấy được cái con đường an tịnh. Thì cái chữ viễn ly ở đây đó là chữ quý quê cát. Quý quê cát gồm ba nghĩa. Một đó là thân viễn ly, là sống xa lánh đám đông. Rồi cái tâm viễn ly là rời xa phiền não, là cái sự rời xa phiền não. Có nghĩa là trước đây đó, bây giờ biết tôi biết có cách nào. Một đó là tôi nói tôi phải mở mắt, còn ngày nào không biết có cách nào quý vị nhắc được không ta? Đâu có cách nào hết. Ok. Rồi cái thứ ba đó là cái sự viên tịch của vị La Hán là lìa xa sinh tử, lìa xa
sự có mặt của quận xứ giới. Đó, có ba cái viễn ly như vậy đó, cái sự viễn ly như vậy. Một đó là cái thân viễn ly, nghĩa là sống xa lánh đám đông. Thí dụ như mình ở trong chùa miếu, hay là mình ở trong rừng sâu núi thẳm mà hoang đảo sa mạc, thì trường hợp đó gọi là thân viễn ly. Còn tâm viễn ly là cái tâm nó rời xa phiền não. Rồi cái thứ ba nữa nó là sinh y viễn ly, có nghĩa là rời xa năm uẩn, rời xa cái sự có mặt ở trên đời này, mình lìa xa cái cuộc đời này, thì có nó năm cái, có ba cái như vậy đó. Thì ở đây cái viễn ly ở đây là nó phải nói là cái sự lìa xa của tối thiểu là hai cái, là sự lìa xa của tâm đối với phiền não, và thứ hai là sự lìa xa cái chuyện có mặt, cái sự lìa xa đối với năm uẩn nha, tức nghĩa là niết bàn đó, cái là niết bàn đó. Làm sao nhẹ, cái câu hỏi này là làm sao mà mình ấy, cái câu hỏi này là làm sao mà thấy được đường đến niết bàn, làm sao thấy được đường đến niết bàn, và trước khi viên tịch thì lòng thanh thản không tham ưu. Đây chính là nội dung của câu hỏi, làm sao thấy được đường đến niết bàn và trước khi viên tịch thì lòng thanh thản không tham ưu. Có nghĩa là cái nội dung của cái câu hỏi là như vậy đó. Thì ở đây đó, ở đây đó, ở đây cái câu trả lời của Đức Phật á, tôi sẽ lựa ra một số cái chữ khó, có một số cái chữ khó để tôi nói. Thứ nhất là ở đây gọi là cái trong câu hỏi nói là Đức Phật là bà con mặt trời là sao, nó có hai nghĩa. Thứ nhất là theo cái truyền thuyết ở trong kinh nói rằng, có cái truyền thuyết cho rằng cái dòng dõi Đức Phật giống như mình mà dòng dõi con rồng cháu tiên vậy đó. Thì cái dòng Thích Ca buổi đầu á, họ tự nhận họ là giống như Nhật Bổn, mà họ nhận họ là dòng dõi của Thái Dương thần nữ vậy đó. Thì cái dòng Thích Ca buổi đầu đó thì cũng tự nhận mình là dòng dõi của ở người ở trên xuống, chứ không có chuyện nhận là người ở dưới đây. À, đại khái như vậy, phải hiểu chữ mà bà con mặt trời Alice Chapan Thú là như vậy. Rồi vì cái chữ đó nó hay quá đi, cho nên về sau là nhiều người khi mà họ nói chuyện với Đức Phật họ cũng xưng hô, dùng cái chữ đó để mà xưng hô. Ok, giống như mình là con rồng cháu tiên vậy đó. Rồi trong cái câu trả lời của Đức Phật ấy, ít niết bàn và làm sao mà sống giữa đời này mà lòng thanh thản không có bị tham ưu, không bị tham ưu. Thì câu trả lời là hãy lìa bỏ mọi cái hí luận, mọi cái tư tưởng tôi là, ta sang với đại gia, cái câu kệ, cái câu trả lời, cái phần trả lời của Đức Phật ấy, gồm nhiều đoạn kệ. Tôi nhắc lại, phần trả lời của Đức Phật gồm nhiều đoạn kệ, thì cái đoạn đầu tiên đó là hãy chặt đứt hoàn toàn gốc rễ các hí luận, mọi tư tưởng tôi là, tất cả phải chấm dứt. Phàm có nội ái nào sau khi nhất phục chúng thường chánh niệm học tập. Ở đây đó chúng ta phải nhớ là một chuyện là có bốn thứ sampatthanya nha, có bốn thứ sampatthanya. Một là sappaya sampatthanya, có nghĩa là luôn nhớ biết. No, phải kể kia trước.
sắp tới cách xong mới thì nhớ luôn, nhớ biết chuyện gì là cần thiết. Đó, cái xong mấy nhắn là tỉnh giác á. Sắp làm những gì thì biết rõ cái chuyện này có cần hay không. Thứ hai gọi là vô cho đó, xong mấy chân nhé, là hành giả luôn nhớ biết chuyện mình làm và cách mình sống có ra ngoài cái pháp môn niệm xứ hay không. Đấy, thí dụ như là mình nói cái này nó lòi ra cái kia, hành giả có ba hạng, càng nói càng đi xa, khổ thiệt chứ. Hành giả có ba hạng, bậc hạ đó, cái này phải đọc mới ghi giùm tôi nha, bậc hạ là sao giờ thiền hành. Thiền hành tức là kính hành đó, thiền hành hay là thiền tọa đó, muốn làm gì cũng được, đó là bậc hạ. Bậc trung á là sau giờ, bậc trung là sau giờ mà tức là sau cái tức là sau cái giờ bậc trung sau giờ mà tu thiền á thì chỉ làm điều lầm như nghe pháp, xem kinh, rồi phục vụ. Đó là bậc trung. Tôi nhắc lại bậc hạ đó, tức là một sau cái giờ quy định, như một ngày tôi đi kinh hành là 3 tiếng, tôi ngồi thiền 3 tiếng là tôi có thể đi xuống phố hoặc là đi thăm bà con, tôi gọi điện thoại, tôi online vô internet, thì đó là bậc hạ. Còn bậc trung thì không. Bậc trung thì sau cái giờ mà hành thiền của tôi, sau giờ đi kinh hành đại chúng hoặc kinh hành hoặc là thiền một mình á, thiền hành thiền tọa một mình á, thì tôi chỉ làm toàn là chỉ đàng hoàng thôi. Tức còn đôi khi cái bậc hạ để có thể đi thăm thú bà con, alo rồi nhiều diện tùm lum hết, đó là bậc hạ. Còn cái bậc trung là người ta chỉ sau cái giờ hành thiền, người ta chỉ có làm chuyện đàng hoàng thôi, thí dụ như chỉ có nghe pháp, chỉ có xem kinh, chỉ có vấn đạo, đó là bậc trung. Còn cái bậc hạ đó, còn bậc thượng ấy thì 24 xuyệt 24 chánh niệm tỉnh giác, thì cái đó được gọi là bậc thượng nha. Thì cái bậc hạ đó tiếng Pali gọi là mú đú, bậc trung mới gọi là Machima, bậc thượng gọi là Úc Cách Thề. Đó thì phải nói đến ba hạng này tôi mới giải thích 4 thứ Sammacchaya được. Cái hạng cái Sammacchaya thứ nhất là Sattaka Sammacchaya, tức là luôn luôn biết nhớ biết cái chuyện gì là cần thiết. Ví dụ như bây giờ tôi đang tu thiền ở trong thiền viện hay là ở nhà của tôi hay là trong chùa của tôi, thì tôi sắp làm những gì đó thì tôi biết rõ là cái chuyện này có cần không ta. Thấy nó không cần thôi không làm. Bởi vì tu hành là gì? Tu hành là luôn luôn biết rõ cái gì cần, cái gì mình cần và cái gì mình thích. Đấy, mà khi mình không phải là hành giả đó thì mình không phân biệt cái này. Cái gì mình thích thì mình làm, nhưng mà khi mình là hành giả lại khác à. Mình muốn làm cái gì đó là mình phải coi kỹ cái này là do mình cần hay là cái này là cái mình thích. Nếu nó là cái mình thích mà cũng là cái mình cần thì ok, wow, quá tuyệt vời. Nhưng mà có nhiều cái việc mà cái này do mình thích chứ không phải là do mình, chứ không phải là nó thật sự, nó không phải là cái cần thiết, thì lúc đó hành giả không có làm. Thì cái tỉnh giác đó được gọi là sắp là cái sắp nhé. Cái thứ hai gọi là sắp ba đó, sắp nhé, có nghĩa là biết nhớ biết, nhớ biết làm cách nào
để việc chánh niệm được thuận lợi. Đã cái chữ sắp tài giá này nó có nghĩa là comfortable, comfortable là vậy đó, có nghĩa là mình thấy cái chuyện này nó là nó chỉ gây ra cái rắc rối thôi. Cái thứ nhất là nói đến chuyện lợi ích hay không, cần thiết hay không, còn cái thứ hai nữa là nó có làm thêm cái rắc rối cho cái chuyện mà mình giữ chánh niệm hay không. Cái sắp bài giá đây nó có nghĩa là thoải mái đó. Ừ. Nếu mà nó làm phức tạp, nó làm rắc rối thêm trong cái sinh hoạt của mình thì thôi mình tránh, mình không có làm cái đó, là chỉ rối thôi. Ừ. Rồi cái thứ ba đó gọi là cái gu cha đó, gu cha đó xong bách cho nhé, có nghĩa là nhớ biết, luôn luôn nhớ biết, nhớ biết việc mình làm, cách mình sống có giúp gì cho chánh niệm hay không. Tôi xin lỗi lỗi, có ra ngoài đấy, có ra ngoài, có ra ngoài cái pháp môn, có ra ngoài cái pháp môn hay không, có ra ngoài pháp môn tứ niệm xứ hay không. Thí dụ như bây giờ mình thấy mỗi một cái gì mà mình nhìn như vậy đó, mỗi lần con mắt mình mà nó, bây giờ mình chỉ riêng theo dõi cái tâm, cái thân quán, cái tâm quán, cái pháp quán của mình không đó ha, chỉ chừng đó là chỉ nhìn gọi là nội quán là mình đã không còn hơi sức rồi, không còn đủ thời gian nữa mà. Mà bây giờ mình đi kiếm tìm thêm bên ngoài nữa, chú ý ví dụ như mình nghe tiếng động rồi cái mình nhìn ra mình thấy có cái bà bán hàng rong, rồi cái mình ý bà bán hàng rong đó là già hay trẻ, rồi bà mặc áo màu gì, rồi bà gánh cái hàng đó bà bán cái gì, thì cái đó là mình đã đi ra ngoài cái gu cho đó là cái cảnh giới. Gu cho đó là gì? Gu cho đó trong tiếng Bali nghĩa đen, gu cho đó là mục trường, là một trường. Go là con bò, cha rác là đi lại. Go cha rác là chữ go đây nó nghĩa nghĩa sát là con bò nhé, nhưng mà nghĩa nghĩa rộng đó, nghĩa là gia súc. Go cha rác là gia súc. Còn cái chữ cha rác nghĩa cái nghĩa sát đó là đi lại, nhưng mà cái nghĩa bóng nghĩa rộng nó có nghĩa là cái chỗ lui tới, chỗ lai vãng nha. Vì vậy thì go cha rác là một trường nha. Mà cho nên từ đó nó mới ra cái nghĩa thứ hai là nghĩa là cái cảnh giới. Ví dụ như bây giờ đối với hành giả đó, cái chuyện mà tập trung trong cái đề mục niệm xứ của mình đó, thì cái cảnh niệm xứ được gọi là vô chất. Dạ, cái đó là cái mục trường, cái chỗ mà mình chăn bò đó. Để hiểu sâu như vậy đó, chữ vô chất là mục trường. Không biết tiếng Việt Nam đây có ai trong rung được ai biết chữ mục trường không, mấy tôi khổ quá. À, là biết rõ mình có ra ngoài cảnh giới hay không. Và cái thứ tư này mới phê này, cái thứ tư gọi là á sâm mô hé, sâm bá chân nhé, có nghĩa là luôn 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 nhớ biết, luôn nhớ biết chỉ có chánh niệm và tỉnh giác mà không có ai chánh niệm tỉnh giác. Đó sâm mô hát, á sâm mô hát có nghĩa là cái sự mê loạn hay là cái sự nhầm lẫn hay là cái sự ngộ nhận. Á sâm mô hát có nghĩa là vậy đó, không có nhầm lẫn, không có ngộ nhận, không có mê loạn, có nghĩa là luôn luôn nhớ biết rằng chỉ có chánh niệm tỉnh giác chứ không có ai chánh niệm tỉnh giác. Cái này hơi khó, cái này hơi trừu tượng, hơi trừu tượng. Nhưng mà nếu mà mình có một chút ngộ tánh, có một chút huệ căn và có một chút là thân chứng thể nghiệm, không có phải là chìm sâu ở trong pháp học ấy, có một chút thực tập ấy, thì chỗ này mình sẽ hiểu. Tôi nói hoài 1000 lần đó là nếu thật sự không có lòng sợ sanh tử, nếu thật sự không có lòng cầu niết bàn, nếu thật sự không có lòng cầu giải thoát ấy, thì mọi cái chuyện tu tập của mình đều vấp phải 1 tỷ vấn đề. Tôi ví dụ, hễ bố thí được một chút kiêu ngạo, giữ giới được một chút kiêu ngạo, hiểu biết Phật pháp được một chút kiêu ngạo, hành thiền được một chút kiêu ngạo, chánh niệm được một chút kiêu ngạo,
Đó là tất cả vấn đề của cái người tu hành nha. Đôi khi cái người thật sự giải thoát, thật sự cầu đạo giải thoát, họ thấy rằng bao nhiêu cái chuyện mà tu học của mình nó chỉ là chuyện uống thuốc của một bệnh nhân thôi. Thì cái chánh niệm tôi đang tu tứ niệm xứ, tôi là một hành giả, tôi đã có cái tuệ thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ tám, thứ mười gì đó. Cho nên tôi có nói lại 1.000 lần đó là nếu mình tu hành, mình là một hành giả tứ niệm xứ hay chỉ là một cái người mà tu phước thí phước giới rồi đó, thì nếu mà mình tu mà mình có cái lòng mong rằng lìa bỏ phiền não, lìa bỏ sanh tử, nó tốt hơn là mình làm, mình tu hành mà với cái ý được cái gì đó, tu với mục đích bỏ cái gì đó, nó tốt hơn là tu để được cái gì đó. Khi mà hành giả có cái ý mà ta sẽ được tuệ này tuệ kia, ta sẽ đắc được cái này, ta sẽ đắc được cái kia, rất là dễ bị tăng thượng mạng, rất là dễ bị cái tùy phiền não quán, rất là dễ bị. Nhưng mà nếu mà người cầu đạo giải thoát thì họ không mong đắc cái gì hết, mà họ chỉ mong là lìa bỏ phiền não. Tôi nói một cách nôm na là thay vì nghĩ đến chuyện ta sẽ đắc được tu đầu quần, thì người kia người ta chỉ mong là tôi bỏ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ thôi. Tôi chỉ mong lìa bỏ được phiền não, tôi mong lìa bỏ được sanh tử, tôi mong lìa bỏ được cái sự vọng chấp, tôi mong lìa bỏ được cái ngã chấp. Cái đó đó mới là nó tốt hơn là cái chuyện mà tôi đắc được cái này, tôi đắc được cái kia. Khi mình tu mà mình cứ nghĩ đến chuyện mình đắc được cái này đắc kia, rất là dễ bị, rất là dễ bị. Nghĩ đến cái được ấy, nó dễ bị hơn là nghĩ đến cái bỏ nha. Cho nên ở đây đó, cái câu kệ đầu, cái câu trả lời của Đức Phật, cái đoạn đầu tiên là gì? Là chặt đứt hoàn toàn gốc rễ các cái lượng mọi tư tưởng tôi là, tất cả phải chấm dứt. Phàm có nội ái nào sau khi nhiếp phục chúng thường chính là học tập. Nội ái đây có nghĩa là nội ái đây có nghĩa là cái trong đây giải thích là cái trong đây có là nội ái ở đây có nghĩa là ái xuất hiện qua sáu cái ngoại, sáu cái nội xứ đó, sáu nội xứ. Thì ở đây cái chữ Pali gọi là Sada, Sato, Sada là luôn luôn, Sato ở trong đây đó, Sato ở đây á, nó có nghĩa là u gì, upatthitasati, có nghĩa là chánh niệm. Chánh niệm upatthita, upatthita nó là một cái từ đồng nghĩa với cái chữ sati. Upatthita cái là cái sự vững vàng, cái sự vững vàng, cái sự vững chãi, cái sự vững chãi của tâm á. Thì cái upatthita này nó từ cái upatthati, upatthati là cái động từ của chánh niệm. Upatthati là động từ cho danh từ sati. Thí dụ như nói rằng cái hành giả đó là một người có sống trong chánh niệm thì gọi là sating upatthati, gọi là sự an trú trong chánh niệm. Còn nếu mà upatthitasati có nghĩa là cái chánh niệm vững vàng, chánh niệm vững vàng. Còn nếu mà nó là động từ là an trú trong chánh niệm. Còn nếu mà khi mà nó là cái quá khứ phân từ thì ta phải hiểu là sự vững vàng, chánh niệm vững vàng. Thì chữ sato ở đây đó, nó là đồng nghĩa với sati nghe. Có nghĩa là nếu mình là người học A Tỳ Đàm, mình học cái kiểu mà vỡ lòng, học cái kiểu mà cực đoan á, thì mình cứ nghĩ rằng ngã mạn á nó là một trong 10 cái kiết sĩ, 10 cái phiền não. Mình cứ nghĩ như vậy thôi. Rồi mình lại nghĩ rằng ngã mạn á là gồm có 3, là so hơn, so bằng, so thua, rồi lấy 3 cái này nhân lẫn nhau thành nó 9.
nha. Đó là kiểu vỡ lòng. Nhưng mà thực ra nếu mà học sâu một chút, học rộng một chút, thấm thía một chút, thì chúng ta thấy có rất là nhiều chỗ trong trong kinh điển Đức Phật ngày không có nói đến các phiền não còn lại, mà ngài chỉ nói đến một chữ thôi là mạng là đủ rồi. Có chỗ ngài nói đến nghi, ngài nói đến nghi, chấm dứt cái nghi hoặc là đủ rồi. Có con chỗ ngài nói chấm dứt đoạn ái, hết ái là đủ rồi. Ngài không cần phải nói đến tứ lậu tứ thủ, ngài không cần nói đến tam độc, không cần nói đến 10 kiết sử tứ bọc tứ phổ tứ cách, không cần. Mà có những chỗ ngài chỉ nói là chấm dứt tà kiến đủ, chấm dứt vô minh đủ rồi, chấm dứt tà kiến, chấm dứt vô minh, chấm dứt hoài nghi, chấm dứt ngã mạn, một cái là đủ rồi. Vì sao? Là vì làm gì có chuyện một người hoàn toàn không còn ngã mạn nữa mà lại có thể tái sinh. Chuyện đó xưa nay chưa từng có. Chưa từng có chuyện một người đã chấm dứt ngã mạn rồi mà còn có thể tái sinh. Cho nên tùy cái căn tánh của chúng sinh nha. Trong chỗ này đó thì Đức Phật ngài nói mạnh, nói nhiều về cái chữ ngã mạn là bởi vì vì những đối với những người này nói phiền não khác nó không có thấm, nó không có chạm ngay cái tử huyệt của họ, không có chạm ngay cái chỗ cái yếu điểm, cái nhược điểm của họ, không phải. Mà đối với những người này phải nói như vậy, đó là không tiếp tục sống trong cái sự so sánh là tôi hơn, tôi bằng, tôi thua. Không có tiếp tục sống bằng cái ý niệm tôi là. Khi nào mình còn sống bằng ý niệm tôi là đó, có nghĩa là mình nhìn nhận có một cái tôi. Mà hãy có cái tôi là đó, tôi có của tôi nhắc lại, tôi là, tôi có của tôi, còn sống trong cái ý niệm đó, có nghĩa là mình còn có tham, có sân, có si. Còn có tham, có sân, có si. Cho nên là ở đây cái chỉ nói đến ngã mạn thôi là đại diện cho toàn bộ các phiền não khác nha, chúng ta phải nhớ như vậy. Còn cái chuyện mà có làm được hay không bắt buộc chúng ta phải thực tập, chứ còn mình chỉ ngồi mình nói nhau nghe không thì được. Tôi có một chút kinh nghiệm trong chuyện này, đó là cái biết cái người này là Linh Vũ hay là Vũ Linh gì đó. Đang nghe pháp bằng một cái tâm trạng rất là bất thiện, ok. Cái đoạn thứ hai của Đức Phật ngài trả lời đó là cái chỗ này nếu mà không có sớ giải đó, chúng ta đọc chúng ta hiểu không được. Phàm có loại pháp gì được thắng tri hoàn toàn, hoặc thuộc về nội pháp hoặc thuộc về ngoại pháp, chớ có làm kiên trì bất cứ một pháp nào, trạng thái ấy không gọi sự mát lạnh của tịnh. Phàm có loại pháp gì được thắng tri hoàn toàn. Đấy, cho tôi xin cái Pali đi, Pali có không? Pali mất tiêu rồi. Đây, cái thắng tri hoàn toàn ở đây nè, cái chữ này nó mệt lắm. Danh kinh chí là phàm có pháp gì được thắng tri, cái chữ này là nếu cái đoạn này nếu mà không có chú giải, tôi không bao giờ tôi tưởng tượng là tôi sẽ hiểu được cái này. Có nghĩa là bất cứ lúc đây có giải thích là bất cứ một cái điểm tựa nào, bất cứ một cái điểm tựa nào, để cho bất cứ một điểm tựa nào mà để cho cái tham ưu mạn kiến của mình mà nó có thể tựa được thì tất cả những cái đó phải lìa bỏ, cần phải được lìa bỏ. Ở đây nó rõ là cái gì? Thứ nhất á, trong bản tiếng Việt ngày Minh Châu ngày dịch là được thắng tri hoàn toàn, kẹt mình rất là kẹt, mình đọc cái chỗ này ở đâu này mới nói thế này: tôi thấy tôi là người có giới luật trong sạch, tôi thấy tôi là người có thiền định, tôi thấy tôi là người có kiến thức Phật pháp, tôi thấy tôi là người có cái này có cái kia hay ho. Thì đó là cái thứ nhất, cái đó là cái gọi là cái điểm tựa thứ nhất, đó là cái chỗ dựa để mà tôi có thể nảy sinh cái phiền não. Cái điểm tựa thứ cái đó là gọi là điểm tựa. Ngày Minh Châu vừa dịch là cái gì?
được thuộc về nội pháp hay ngoại pháp là như vậy đó, được thánh. Cái chữ thánh ở đây dịch là thánh tri, là kẹt là thánh tri, là trong chú giải chỉ nghĩa này đó là cái gì biết, cái biết nào mà thuộc về nội phần ở đây đó, nó có nghĩa là tôi biết rõ cái hay của tôi, để là từ đó có tham ưu mạn kiến, rồi hoặc là cái biết cái thứ hai đó là cái chỗ dựa thuộc về ngoại pháp, có nghĩa là sao, tức là tôi nghĩ về gia thế của tôi nghĩ về thầy bạn đệ tử người quen biết của tôi, thì đó được gọi là chỗ dựa ngoại pháp. Cảm ơn, nhớ giùm cái đó, chỗ dựa nội pháp. Tôi dịch muốn dịch chỗ này thì cái chỗ dựa hay hơn, chỗ dựa nội pháp là nghĩ về những cái hay của bản thân. Còn cái chỗ dựa ngoại pháp là nghĩ về thầy bạn hoặc gia thế. Đó là cái người tu là bị mắc vào hai cái này thì không có thể nào phát triển được, không có thể nào đi xa được hết. Chớ có làm kiên trì bất cứ một pháp nào. Kiên trì đây là gì? Ở trong tiếng Pali gọi là tha măng caro tí. Tha măng caro tí. Tiếng Việt Nam mình là dịch là gì? Lấy đó làm điều. Lấy đó làm điều. Cái chỗ này là phải dịch như vậy đó. Chứ tha măng caro tí, tha măng là mạnh, là cứng. Caro tí là làm. Mà hai chữ này cộng lại nó nghĩa là coi nó là cái chuyện quan trọng. Coi nó là chuyện quan trọng. Tiếng Việt Nam kia là lấy đó làm điều. Và làm ơn chúng ta cũng nhớ rằng ở trong tiếng Pali nó có những cái chữ mà chúng ta dịch sát nghe nó rất là kỳ, chúng tôi nhớ đâu nó đó. Thí dụ như chữ ca lá là thời gian, mà ca lăng ca rô tí này có nghĩa là qua đời đó, là qua đời. Hoặc là nó có cái chữ này còn tang thương nữa, cái chữ sắc thăng a há rạch tỷ. Nếu mà dịch sát á, là đem lại món vũ khí. Chữ sắc thăng là vũ khí ha, mà a há tí là đem lại, đó là dịch sát. Rồi ngày Minh Châu á, ngày mới dịch là đem lại con dao. Thật ra cái chữ sắc thăng a há tí này nó có nghĩa là tự sát. Tự sát là tự tử, là quyên sinh. Cái nghĩa sát là đem lại một món, cái chữ sát thá là vũ khí mà cũng nghĩa là con dao nữa. Nhưng mà ngài dịch, ngài lại chọn cái câu dịch là sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu thì tôn giả gì đó đã đem lại con dao. Thật ra cái dầu uống thuốc độc hay là dầu nhảy lầu hay là thắt cổ gì đi nữa thì cũng là sát thân a hạ đó, thì nghĩa là đem lại con lệnh, có nghĩa là tự sát đó. Đây là một cái kiểu nói. Ở đây cái ca lăng cái đầu tiết, ca lá là thời gian, mà ca đầu tiết là làm, ca lăng cái đầu tiết nghĩa là qua đời nha. Rồi tha má là sức mạnh, nhưng mà tha măng cái đầu tiết là lấy đó làm điều, coi đó là cái điều quan trọng, có nghĩa là không có nghĩ, không có tìm những cái điểm tựa ở bản thân mình. Ta giỏi, ta hay, ta đức hạnh, thầy bạn của ta ngon lành bảnh bao thế nào đó thì không, không có lấy, không có tìm thấy một cái chỗ dựa ở bản thân mình hay là ở người khác, để rồi từ đó có tham ưu mạn kiến. Thì đó là cái đoạn nghị kệ thứ hai. Phàm có loại pháp gì được thắng tri hoàn toàn, thắng tri ở đây nghĩa là biết đó. Trong đây sợ chăm chữ chánh này dắt biết thuộc hoặc thuộc về nội pháp hay thuộc về ngoại pháp là như vậy đó. Có nghĩa là không có dựa vào bản những cái, không có dựa vào những cái được của mình hay là của thầy bạn mình, không có coi mấy cái đó là quan trọng để rồi có tham ưu mạn kiến. Bởi vì sao? Là bởi vì tất cả những cái tâm trạng đó nó không có dẫn đến cái sự yên tịnh, không dẫn đến sự an tịnh. Tiếp theo là đây 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 tiếp theo. Chớ có nghĩ như cái đoạn thứ ba, chớ có nghĩ như sao cái kia là tốt hơn, đây là hạ liệt hơn, hay đây là ngang bằng. Đây đây chính là cái mà hồi nãy tôi nói, đây chính là cái hồi nãy tôi nói đó, có nghĩa là
Ngài không nói đến tham sân si rồi tứ thủ tứ bọc tứ phối tứ cách, Ngài không hề nói. Mà ở đây Ngài chỉ tập trung nó một thứ thôi, đó là mạng. Nó nói một cái thôi, đó là mạng. Bởi vì thật sự nếu một người mà sống không có tha thiết với hai ý niệm ngã và ngã sở đó, thì những phiền não khác từ đâu mà có? Tại sao mình giận? Tại sao mình giận ai đó? Tại sao mình thương thích ai đó hoặc là vật gì đó? Tại sao? Là bởi vì chuyện đầu tiên là mình phải coi nặng mình trước. Mình coi nặng mình trước. Tôi chỉ ví dụ một cách nôm na thôi. Mình biết rõ mình bị ung thư kỳ 3 sắp chết rồi. Mình biết rõ nay mai mình sẽ bị đem đi bắn bỏ rồi. Ha? Mình biết rõ là mình đã lớn tuổi, mình còn có thể sống nay chết mai thôi. Thì với cái người này nè, thì những cái khái niệm, những cái chuyện đời mà trước đây làm cho họ giận, làm cho họ vui, làm cho họ thích, tôi nghĩ đó là nó phải giảm nhiều lắm. Tôi nhắc lại, vì sao? Vì lúc bản thân họ, họ biết rằng họ còn không bao lâu hết. Cái mạng sống của họ nó chỉ là leo lét thôi. Thì khi họ thấy họ là một cái gì đó leo lét, là mong manh ấy, là phù du ấy, thì cái chuyện mà thương ghét, thích hay là sợ hay là giận ấy, nó không còn đáng kể nữa. Khi mà họ coi họ nhẹ. Còn khi mà họ còn thấy họ là cái gì đó quan trọng, là ghi gốm ấy, ha, thì cái chuyện giận, chuyện thích nó mới còn nhiều chứ. Tôi có một vài người quen mà cũng thích đi shopping mua sắm. Sau khi đi thăm bệnh người khác về, họ có khi họ tới họ gặp tôi, có khi họ gọi phone, họ nói sư ơi, thấy ông đó ông nằm rồi, con không có, con tính là đi thăm ông xong con đi mua đồ luôn, đi bữa nay cuối tuần đi shopping, mà thấy ổng và thấy bả nằm xong con đi ra con hết hứng luôn. À, cái câu chuyện, cái chuyện này nếu mình là người tu mình nghe mình thấm lắm, còn người không có tu nữa nghe này hết chết quốc. Nhưng mà nếu mình là người tu mình thấy rất là thấm. Thì ra cứ mỗi lần mà cái lòng mà chán sợ sanh tử mà nó được đánh động như vậy đó, là một lần mình muốn buông hết. Phải nói như vậy, các vị mà muốn tu có nhiều cách, nhiều cách. Nếu mà không có nghe pháp, không có gặp thầy gặp bạn tăng ni phật tử ha, thì các vị chịu khó đó. Nếu mà nhà không có, gần nhà không có chùa đó, các vị chịu khó đi vào trong nghĩa trang đảo một vòng nha, đi vào trong nghĩa trang nghĩa địa đó, đảo một vòng, hoặc là vô bệnh viện nhé, thăm mai đó một vòng. Hoặc là ở Mỹ thì có mấy cái nhà già, mấy cái nursing home, mấy cái chỗ viện dưỡng lão, đảo một vòng. Lúc nào đó tôi cũng mở cửa cho mình vô hết á. Mình vô mình làm tình nguyện viên á. À, mình vô mình làm tình nguyện viên, mình nguyện mình vô mình xin giúp đỡ mấy cụ cuối tuần làm này làm kia đó. Rồi coi mấy cụ có nhờ cậy gì không. Thì cái đảo một vòng như vậy đó, thì các vị sẽ thấy rằng là những cái suy nghĩ thương thích ghét sợ của mình đều phải xét lại hết. Cho nên là khi mà Đức Phật Ngài nói rằng, Ngài không nói đến tham sân si ở đây, mà Ngài chỉ nói rằng khi mình còn sống ở trong cái khái niệm, trong cái quan niệm là cái này tốt nè, cái này xấu nè, cái này bằng nè, cái này hơn nè, cái này thua nè, thì khi mà mình còn phải khi còn sống ở trong cái ý niệm như vậy đó, thì nó mới còn cái cơ hội để mà nó nảy sinh cái chuyện này chuyện khác, nảy sinh chuyện này chuyện khác. Ở đây có nói thế này, so sánh là sao? So sánh là thấy rõ, so sánh là mình nhớ rõ lại, rồi nhớ rõ lại là cái sức thân của mình làm sao. Trong đây có nói rõ như vậy nè, trong đây có nói rõ là sức thân của mình làm sao. Sức thân của mình đang là ai, mình đã đến đây từ đâu, cái gốc gác của mình ra làm sao, bây giờ mình đang như thế nào, thì nó được gọi là so sánh nha, nó gọi là so sánh. Ở đây có một cái chữ rất là hay, ở đây có một chữ rất là hay, đó là cái chữ xây vô đó tiền đó, mà nhà giá đừng có sống bằng cái ý niệm hơn hay là ni chay giá kém, đừng có sống bằng đó, không có sống ở trong cái đó. Rồi phút thổ nề cơ rù về hí, có nghĩa là khi mà tiếp xúc đối với các cảnh, đối với các cảnh trần thì sao, thì na tú ma năng quy cấp bây giờ tiếp thê, có nghĩa là không có sống ở trong cái giả niệm quy cấp bây giờ, quy cấp bây giờ là giả niệm, quy cấp bây giờ. Tôi có nhớ tôi có nói cái chữ cấp bá này nhiều lần lắm,
Thứ nhất là tôi khi tôi gặp cái chữ này này, tôi có nhắc cái chữ Parikappa, nghĩa là biến kế sở chấp. Parikappa là biến kế sở chấp, có nghĩa là mình sống trong đời này toàn là vậy, là giả niệm, giả định, ước lệ, mặc định nha. Không biết các vị còn nhớ này không, có nghĩa là ví dụ như mình thấy rằng là phải ăn trên ngoài trước nó mới vui, mà thật ra cái trên cái trước ở đây là do mình nghĩ thôi, chứ mình thấy như xích lô lúc nào cũng ngồi trên người ta đó, nhưng mà ông tổ xích lô đâu có thấy nó danh dự đâu. Nhưng mà trong một trường hợp nào đó mình thấy mình ngồi trên cao, mình thấy mình thích, tại sao? Là bởi vì thấy ngồi cho nó danh dự. Một miếng ở làng còn hơn một sàn xó bếp, Việt Nam có cái câu đó, một miếng ở làng hơn sàn xó bếp. Có nhiều khi mình thấy gọi là nếu nó ăn trước người ta là hay, mà với mấy người đầu bếp thì sao, mấy người đầu bếp họ cũng được ăn trước, người ta họ nếm trước đó, mà đâu thấy danh dự đâu, là bởi vì đó là biến kế sở chấp, Parikappa. Rồi cái nghĩa thứ hai nữa là từ cái chữ cấp giác, trong kinh Tạng và A Tỳ Đàm thì có chữ Parikappa là biến kế sở chấp, còn trong Tạng Luật thì có cái chữ cấp giác. Cái chữ này cái gốc nó cũng từ cái chữ biến kế sở chấp mà ra, nghĩa là sao, là cũng một thứ giả định. Một thứ giả định, ví dụ như là trong luật cấm cũng cho tỳ kheo đốn cây, nhổ cỏ hoặc làm hư mầm sống của các loại trái, các loại hồ, trong luật cấm cho như vậy. Cho nên từ đó nó mới nảy sinh ra một cái nhu cầu đặc biệt, khi có ai mà cúng dường trái cây cho một vị tỳ kheo thì cái trái cây nó chỉ được xem là hợp lệ, hợp luật. Khi mà có ai đó làm một cái động tác mình gọi là tác tịnh á, tác tịnh nghĩa là họ lấy con dao, họ 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 gọt, họ thật, thật tiếng Việt Nam mình kêu là họ gọt hay là họ thẻo một miếng mỏng nhỏ xíu ở góc vậy đó, để mà tác tịnh, để cho cái vị tỳ kheo yên tâm là cái trái này nó cái mầm sống nó đã không còn nữa. Thì cái này được gọi là cấp giác. Và hôm nay ở bên Miến Điện thì cái chữ cấp bí giá này họ từ cái chỗ chỗ cái nghĩa đó đó nó mới đi ra một nghĩa thứ nữa nữa, có nghĩa là những cái người gì mà cư sĩ mà đi theo hầu các vị thì với vị Sa-di-đa đó, hầu mấy vị mà lớn đó, thì người ta gọi là mấy ông cấp bí giá, là mấy ông mà chuyên môn làm gì đó đó, tức là ai dân cúng cái gì thì họ có trách nhiệm, họ làm cho nó họ gọi là hợp thức hóa cái món đó để cho vị Sa-di-đa đó có thể sử dụng được. Từ cái cấp giá là từ một cái việc nó chuyển qua người, nghĩa là cái người đó gọi là người cấp giá. Thì ở đây cái quý cấp giá là như vậy đó, là không có tiếp tục, sống ở trong cái giả niệm nữa. Phất thù anh này cái rupe hí, có nghĩa là dầu mình có tiếp xúc với cái gì đi nữa ở đời này thì nó làm sao thấy như vậy, không thêm bớt gì hết, không thêm bớt gì hết, nó làm sao thấy nó như vậy. Chứ còn mà hễ mình sống mình còn dựa vào quá nhiều cái quan điểm quan niệm á của thế gian đó thì cái lòng nó mới yên, phải nói rõ như vậy. Thí dụ như mình thấy như vậy đó, đối với tôi mình như vậy đó là sự tôn trọng tôi, làm như vậy là coi thường tôi. Đối với một bậc thánh họ không nghĩ cái đó, họ thấy cái động tác đó chỉ có nghĩa là một động tác thôi. Ngay cả cái chuyện mà mình chánh niệm tỉnh giác mình còn không thấy ai là người chánh niệm tỉnh giác mà không không thấy, chỉ có trong khi ghi rõ là Đức Khami của Nắc-cô chứ Đức Kitô chỉ có sự khổ, chỉ có khổ đế chứ không có người, không có người bị khổ, chỉ có nguyên nhân sinh khổ chứ không có ai là người tạo ra khổ, chỉ có sự niết bàn, chỉ có sự tịch diệt chứ không ai chứng niết bàn, chỉ có con đường, chỉ có sự hành trì, chỉ có con đường, chỉ có sự hành trì chứ không có ai hành trì. Đó. Thì chỉ riêng bốn bốn cái câu này đó thì nó đã tương đương với cái bài kệ mà tương đương với cái bài kinh mà cái bài mà sắc bất gì không có bất gì sắc của bên Mật Tông rồi, bên đây phủ nhận toàn diện cái đó. Và một lát nữa ngay bây giờ trong anh đâu đó, bây giờ quý vị còn học một câu thôi là một câu ngắn ở đây nó có cái nội dung tương đương với bài kệ, tương đương với bài kinh mà Bát Nhã Tâm Kinh của bên Mật Tông. Achatami của Bubasami bản tiếng Việt là gì? Hãy giữ được an tịnh về phía tự nội tâm, tỷ kheo không cầu tìm an tịnh từ chỗ khác. Với người được an tịnh từ phía tự nội tâm, đã không có tự ngã thì từ đâu có vô ngã? Đấy,
Chỉ riêng cái câu mà đã không có tự ngã thì từ đâu có vô ngã. Chỉ riêng cái câu này thôi thì nó tương đương với cái bài tâm kinh bên Bắc Tông. Và bên kia họ cứ nói bên đây là tiêu nha bệ chủng mạ khô giống thối, không hề biết gì với chuyện đó hết. Cái chuyện này người ta có xưa rồi Diễm nhé. Ok, bây giờ hãy giữ được an tịnh về phía tự nội tâm. Tiếng Pali gọi là, tiếng Pali gọi là Achatame Vuvasame. Mà cái chữ mà tôi dịch tôi rất thích đó là nội tỉnh. Giữ được niềm nội tỉnh rất là hay. Achatame Vuvasame là nội tỉnh. Ở đây ám chỉ sự vắng mặt phiền não. Đó, nội tỉnh thì nghĩa là vậy đó. Achatami Vuvasami có nghĩa là nội tỉnh. Tôi không biết trong room này có, chắc chắn là chữ Tăng là biết, nhưng mà không biết cái vị cư sĩ có biết cái chữ, có biết cái bài kinh mà Anicca, Anicca Vatasankara, à, các pháp hữu vi thì luôn luôn là vô vô thường. Upada quá giá thâm mino, upada đó là sanh, quá giá là diệt. Cái bản chất của các pháp hữu vi là vô thường là vì sao? Là vì cái bản chất của nó là sanh là diệt. Upachitta niruchanti có xuất hiện rồi, tức là phải có lúc nó biến mất. Te sang vupassamo sukho. Đó, tức là tịch tịnh vi lạc, gọi là tịch diệt vi lạc. Có nghĩa là sao? Te sang là cái gì? Te sang là cái gì? Te sang là sanh và diệt. Upada quá giá thầm minu, sanh và diệt. Cái bản chất của pháp hữu vi là vô thường là vì sao? Là vì bản chất là sanh và diệt, nó có mặt rồi nó sẽ biến mất. Thì cái ti sanh vú ba sa mô số cô có nghĩa là ngày nào mà không còn sanh và diệt nữa đó, cái ti sanh này là của nó, của chúng nó. Ti sanh này là số nhiều nha, của chúng nó. Mà ti sanh vú ba sa mô mà hai cái đó mà nó mất rồi đó thì số cô cái đó mới thật sự là an lạc. Đúng rồi, cảm ơn. Đúng rồi, đúng rồi. Ốp ba đó là sanh hết, quá giá là diệt. Cái đầu tiên là Anicca Sankhara, các pháp hữu vi là vô thường. Upada Vajathamino là bởi vì chúng là những cái pháp sanh và diệt. Upachitta Niruchanti nó có mặt xong rồi nó sẽ biến mất. Ti sang vu vasamo sukho có nghĩa là cái sanh và diệt nó không còn nữa thì cái đó mới thật sự là an lạc. Thật sự là an lạc. Thì cái chữ vu vasamo ở đây mình học kinh mình muốn mau mau nhớ, nhớ lâu á. Nhớ lâu á. Rồi, cái này tôi nói thưa với các vị nha. Cái bản dịch này của Tiền Bối thì hay lắm, nhưng mà nó dài quá, xa dài. Trời ơi, nó dài quá, sức dài. Cái vị, nếu mà các vị đọc được chữ Pali, các vị đọc chữ Pali nó sướng hơn, nó gọn hơn, mà nó sáng hơn. Nó gọn hơn, nó gọn hơn rất là nhiều. Tàu ở chỗ này là dịch khác. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Có nghĩa là bốn câu đó thôi. Chư hành vô thường thì sẽ diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các hành vô thường thì có sanh diệt, dứt sanh diệt rồi thì mới thật an vui. Bản dịch đó, bản dịch tiếng ngày tịnh sự thì gọn hơn, rất là gọn. Bản dịch tiếng tịnh sự đó gọn như là bản tiếng Hán, và nó rất là gần với là cái bản Pali nha. Rồi, cái chữ Vupassamo ở đây có nghĩa là cái sự yên tĩnh, mà cũng nghĩa là cái sự vắng mặt. Cái sự vắng mặt của cái gì đó. Cho nên ở đây tôi dịch tôi lấy nghĩa là yên tĩnh. Cho nên Achatame Vupassama tôi dịch là nội tĩnh. Tôi rất là thích chữ nội tĩnh. Rồi tiếp theo là Na-anyato Fik khu xanh tí mê xây giá đâu, cái đó mất tiêu rồi. Tôi giảng cái này xong rồi thì tôi ngưng nha, tôi ngưng ngày mai tôi giảng tiếp nha, tôi mệt rồi.
Ecchatamide Nayanato Phikkhusanthimi Sayya có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị tỳ kheo không có đi tìm cái sự an tĩnh, hay là cái chữ samtí thì nghĩa là niết bàn, mà cũng có nghĩa là sự an tĩnh. Thì cái vị tỳ kheo không có tìm không tìm đến niết bàn, không tìm đến sự an tĩnh bằng cái con đường nào ngoài ra là 37 pháp trợ bồ đề. Đấy, ngoài ra 37 pháp trợ bồ đề sa tí tha na đi, thì cái chữ này nếu mà mình dịch sát á, thì nó có nghĩa là ngoài ra vì nó không có tìm ra, không có tìm đến cái cứu cánh giải thoát bằng cái con đường nào mà ngoài ra tứ niệm xứ vân vân. Có nghĩa là sáu tiếp bát tha ná cộng với a đí. Tôi cái chữ a đí là tôi đã nói 300 lần mà không biết ở trong rung mà có ai còn nhớ không, hay là quên sạch rồi, có ai còn nhớ chữ a đí này không? Đấy, cho nên khi mà mình thấy người ta để chữ a đí giống như là bút tha đí nghĩa là tam bảo nha, mình thấy rõ ràng sao dịch, ố thấy có chữ bút tha đâu sao mà không thấy phật ở đâu hết nha. Bút tha đí có nghĩa là phật vân vân. Bút tha đí nghĩa là phật vân vân, mà hãy phật vân vân có nghĩa là tam bảo đó. Cái chữ a đí đây là chỉ cho pháp và tăng nha, chỉ luôn bao gồm pháp và tăng nha. Hoặc là đa na đí có nghĩa là ba la mật. Ví dụ như ở đây có ai mà ở đây có ai mà tụ dùng tôi cái bài đã chép lại dùng tôi cái bài Ba Hùng nữa không, cái bài mà lễ bái Phật, bài Phật Cảm Thắng đó, Ba Hùng Sa Hát Sa Ma Pi Nam Mi Tất Sa Vô Thanh Tăng Ri Mê Ca Lan Đa Na Đi Thăm. Đúng đúng đúng, Đa Na Đi Thăm Quý Thi Na. Nó có một cái này mới là tang thương, cái này nó mới là tang thương. Đà Na Đi Thăm Ma Vị Thi Na có nghĩa là trong cái bản dịch của ngài Minh Châu, ở bản dịch của ngài Hậu Tông đó là Đức Phật đã cảm thắng Ma Vương bằng các bạn cái bản lời mình dịch tiếng Việt sao tôi quên, trang bài này lâu quá tôi không có đọc bản, không có đọc cái bài này tới đó bằng tiếng Việt nữa. Ở đây có ai nhớ không, ở đây trong đây có ai nhớ bài kinh đó không, nhớ cái bản tiếng Việt á, tiếng Việt của cái bài Ba Hùng á, Đức Phật cái bài Đức Phật cảm thắng Ma Vương nhất là pháp bố thí. Cái câu đó mới sẽ chết, câu đó gọi câu là nhất là pháp bố thí chết rồi. Rất là nhiều người đã hiểu lầm chỗ này, cứ tưởng là Đức Phật ngài cảm thắng được Ma Vương là nhờ cái pháp bố thí, trong khi đó trong cái bản Pali thì người ta nói là đa na đi, tức là cái chữ đa na đi này nó không còn là bố thí nữa, mà là đa na đi này nghĩa là bố thí vân vân. Bố thí a đi nghĩa là vân vân, cái là nhờ ba la mật. Nhờ ba la mật nói chung. Rồi mình cứ đè cái chữ mà nhất là cái là giống như là hôm nay nó là quý vị đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều, nhất là bà gì đó Lê Thị Ổi Nguyễn Thị Mít gì đó, thì theo tiếng Việt mà nói cái kiểu đó nghĩa là bà ổi bà mít nó rất là quan trọng nha. Nhưng mà trong cái ly thì a đi thì nó mới nghĩa như vậy, chỉ trừ cái trường hợp đặc biệt. Thí dụ như ở trong cái bài kinh dân quê đó, cái bài mà dân dân tác bạch mà dân thực phẩm đến chư tăng á, trong đó có một câu là bút tháp và mút khá xá, cái đó là đặc biệt à, cái câu đó là khác à, bút tháp ba bút tháp và mút khá xá. Tức là trước mặt Đức Phật Bồ Tát Mú Khá Sát, là trước mặt Đức Phật. Là vì sao nó có cái câu này, là bởi vì trong trong trung bộ kinh ấy, cái bài mà cúng dường phân biệt ấy, thì đắc cái nào quý phân cái xuất trong trung bộ kinh ấy, Đức Phật này có dạy đến 14 cái thí đàn, tức là mình cúng cho mình bố thí cho loài bàn sanh, rồi bố thí cho cái người, cho nhân loại mà ác giới, rồi nhân loại và thiện giới, để bố thí cho cái vị sơ quả nhị quả tam quả tứ quả tinh văn, rồi bố thí cho vị Phật độc giác, rồi cúng dường cho vị chánh đẳng chánh giác, rồi vị làm chùa tứ vượng tăng vân vân, hoặc là cúng dường cho lưỡng thái tăng mà có Phật chứng minh. Thì trong trường hợp đó đó
Từ cái chỗ gốc, cái gốc bài kinh Đắc Thế Na Uy Phân, bài kinh cúng dường phân biệt đó, nó mới ra cái chữ, ra cái chữ bút thấp và bút khá xá, có nghĩa là mình cúng dường mà mình muốn phước nhiều đó, mình nói là nay con xin cúng dường này để đến chư tăng. Nhà, trong cái bài mà cái gì kính bạch đại đức tăng, được rõ những thực phẩm này uống chúng con là được cũng hiệp theo lẽ đạo, được cúng theo lẽ đạo cái gì quên rồi, sao cái đó tôi quên mất tiêu rồi ta, chắc là lâu quá tôi không có nghe được, không nhớ nữa. Đây có ai nhớ cái đó không, ở đây trong trong cái ai còn nhớ cái đoạn đó không? Tôi chỉ nhớ được cái có Phật chứng minh đó à. Có nhiều người họ mới hiểu là tại sao ở đây mình, tại sao cúng cho mấy ông sư có Phật chứng minh là sao, là bởi vì dựa vào trong kinh mình nói thì cái buổi lễ trai tăng mà coi như quả báo nhiều nhất chính là cái quả cái buổi trai tăng mà có Đức Phật cùng với chư tăng tham dự. À, từ đó mới ra cái bút thấp và bút khách sát, chỉ trường hợp đó mình thấy Đức Phật là cái vai trò quan trọng. Chứ còn ngoài ra cái chỗ này mình thấy đó, để mới giải thích thế này là na anh nha tô phích của sầm thế mê sa giá vị à ha, rồi 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 đây nó còn một chữ nữa, đây 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 cái chữ, các vị có thích chữ sầm thế mê sa giá không? Nếu mà các vị học ở chỗ này mà các vị chịu khó mà các vị để ý đó, học một biết hai biết ba là chỗ này đây. Hồi nãy các vị còn nhớ tôi nói cái chữ có nghĩa là sâm tí đó là sự an tịnh nha, sâm tí là sự an tịnh, sâm tí là sự an tịnh hay là niết bàn, có trường hợp có trường nghĩa đặc biệt đó là niết bàn. À, rồi cộng với cái chi, cộng với cái e xì giác e xì giác là cái gì nữa, e xì giác là từ cái động từ là e e sắp tí là kiếm tìm. Các vị còn nhớ cái chữ má hay, cái chữ má hay si nãy không? Má hay si, má hay si là ma ha cộng với e si, có nghĩa là người theo đuổi hay tìm kiếm một mục đích cao cả vĩ đại. Không biết còn nhớ cái này hay không, còn nhớ cái này hay không? Còn nhớ cái đầu buổi giảng hôm nay chúng tôi giải thích cái chữ mấy hay si không? Đó, bây giờ nó mới lòi ra, thấy chưa? Đó, bây giờ mấy vị thấy không? Tức là sanh tí, tức là vị tỳ kheo trong đây, thế này. À, hãy giữ được an tịnh về phía tự nội tâm, nó rất là dài. Trong khi tiếng Việt này căn cứ bản Pali thì tỳ kheo giữ được niềm nội tỉnh. À, không có đi tìm niết bàn, không có đi tìm cái sự an tịnh bằng cái con đường nào mà ngoài 37 pháp trợ Bồ đề. Ngoài 37 phải 7 pháp trợ Bồ đề. Na anh nha tô phích của sinh tế mê sĩ á chát tăng ú và sâm tá xá, đối với một con người như vậy đó, đối với một con người, chắc phải dịch lại quá, sống trong niềm nội tỉnh nha, tu theo các giác phần, giác phần là ba phải bấm trẻ bồ đề đó. Yêu thương các giác phần với một người như vậy, cái câu số 3 đó, cái câu câu số 3 ách sát tăng ủa sát. À, câu số 3 là với một người như vậy, có nghĩa là sao? Người như vậy là người sao? Với một người mà có cái niềm, có cái nội tâm an tĩnh như vậy nha, thì nắp thì áp ta cứu tồn nó ta
họ xá gì thì có màn gì đến chuyện tôi là ai? Tôi có gì trên đời này? Đó, có nghĩa là tôi là ai, tôi không phải là ai. Đó. Đối với người như vậy thì cái chuyện mà là tôi hay là không phải tôi nó không còn quan trọng nữa. Tôi hay là không phải tôi nó không còn quan trọng nữa. Với người như vậy thì phải hiểu như vậy đó. Đối với người như vậy thì cái chuyện tôi hay là không phải tôi nó còn quan trọng nữa. Ngã hay là vô ngã này nó còn quan trọng nữa. Phải hiểu như vậy. Không còn mạnh chuyện tôi là ai, tôi có gì trên đời này gì nó quan trọng nữa. Cũng giống như là một người tử tù, biết rõ mình là tử tù, giữa bốn bốn vách, bốn cái phía vách của xà lim, biết rằng là rằng sáng mai đây, rạng sáng ngày mai mình sẽ bị đem đi ra pháp trường bắn bắn bỏ. Thì với cái người như vậy thì họ còn kể gì cái thân thế của họ nữa, còn nghĩ gì về cái chuyện mà hơn hơn thua với những bạn tù khác nữa nghe, còn còn nghĩ gì nữa. Bản thân tôi không phải là tử tù, bản thân tôi không phải là một cái bệnh nhân nan y, mà cứ mỗi lần nhớ đến cái chuyện mà mình đã gần 50 rồi đó, quên thì thôi, mà mỗi lần nhớ đó, thật sự mà nói rất là tiếng Việt Nam gọi là chữ quải, cứ nhớ. Tại vì sao? Vì đối với sức khỏe của tôi mà nói đó, thì năm nay tôi 46 tuổi, nó tương đương với 60 tuổi của một cái người bình thường. Tôi không có bệnh gì hết. Tôi năm nay tôi 46 tuổi mà tôi 54 kg. Sức khỏe thì là ổn định nhé, sức khỏe là ổn định chứ. 54 kg mà 46, cao 1m6, đo theo Mỹ là 5.3 feet, vậy là tốt, nhìn tốt. Tim gan phèo phổi hoàn toàn không có vấn đề, không có dự cao máu, chỉ có cái dư đường, nó có dư một chút, chứ tôi rất là ngon lành. Có một điều là cứ nhớ đến con số 46 mà nó hơi rùng mình. Và tử vi ngày xưa đó thì năm 80 mấy đó, có một vị sư bạn bây giờ hoàn tục rồi. Ông nghĩ sao ông, mà sư bỏ thời gian sư chấp tử vi cho tôi, xin nói là tôi sống được 81 tuổi nhưng mà về già đó tôi sẽ bị gãy tay. Mà tôi thấy điều đó đúng, bởi vì cái xương tay mình nhỏ đó, cái nghĩ như đó mà rùng mình. Thì tôi nói chuyện giống như lạc đề, nhưng mà tôi muốn nói một chuyện đó là khi mà mình thấy rõ rằng mình là phù du đó, thì chuyện gì nó cũng nhỏ hết. Khi mà vị tỳ kheo đó mà có được cái niềm nội tỉnh như vậy rồi, thì cái chuyện tôi là ai, tôi là gì nó không còn quan trọng nữa. Mình biết rõ rằng mình sắp đem ra ngoài trường bắn để mà dựa cột. Mình biết rõ rằng là mình đang là bị ung thư kỳ cuối. Mình biết rõ như vậy. Thì cái nhìn của mình đối với cuộc đời này nó khác đi nhiều lắm. Cho nên tôi nhớ trong nhiều bài viết của tôi có kêu gọi người tu phải sống ở đời bằng cái tâm trạng của một tử tù. Và Tây họ có một câu rất là hay, đó là hãy sống, hãy học như mình sống mãi, và hãy sống như mình sẽ chết ngày mai. Câu đó rất là hay. Hãy học như mình sống mãi, đừng có nghĩ là mình già rồi mới học, nhưng mà đặc biệt là hãy sống như mình sẽ chết ngày mai. Còn người Tây Tạng thì họ có nói thế này, người Tây Tạng nói là kiếp sau của bạn có thể là ngày mai, kiếp sau của bạn có thể là ngày mai. Những cái câu này rất là hay, là cứ mình nhớ như vậy đó thì chuyện gì cũng là chuyện nhỏ hết. Cho nên đây mới nói là khi tỷ kheo có được niềm nội tỉnh như vậy thì cái chuyện tôi là ai nó không còn quan trọng nữa. Tôi là ai, nghĩa là trong đây nói rõ là natthi atta kuto naratta, tôi là ai thì có còn quan trọng gì nữa không. Hết rồi, hết rồi, đó, hết rồi. Ok, vậy là mình ngưng cái này nhé, ngưng cái này, ngày mai gặp tiếp. Xin chúc quý vị một ngày vui, xin đảnh lễ chư tăng, dạ, xa thưa.